Rồi chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại nên thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Hôm nay thì máy đẹp rất là nhiều nhá. Toàn những máy cực kỳ đẹp luôn. Thì em có thể là giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi cái lô máy ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ lên cho bác ít cái máy cứng với cái máy về lấy đồ này. Sau đó là lên cho bác một con Mazu siêu đẹp này. Con này phải mới tầm 95%. Một con Mitsu TN26 này. Đấy, một con Mazu 26 này. Một con máy lớn là con Robin chuồn lớn 321. Một con máy ba lô TB26 Mitsu. Một con máy Mazu siêu mới. Một con TG27 Kawasaki. Một con Mazu bầu sắc lớn. Một con Shin Daiwa 260 34 ly. Một con Mazu bầu sắc lớn. Một con Echo 265. Đấy. Tiếp theo là một con Mazu vuông siêu đẹp. Rồi siêu đẹp. Tiếp theo là một con máy Mitsu TL201 mới 95%. Tiếp theo là lên cho bác một con Mazu 26 34 ly. Ryobi 26 34 ly. Rồi Mazu tiếp. Đấy, nói chung là máy hôm nay rất là đẹp nhá, sáng cực kỳ luôn. Ba lô Komatsu này. Đấy. TG27 Honda nhá, Honda 4 kỳ có luôn. Đấy. Thì những cái máy này thì bên em đã lựa những con đẹp đẹp ấy để bán cho bác nhá. Nên nô máy này nó rất là sáng. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Để bác chú ý theo dõi là sẽ lựa chọn cho mình được con máy nó ưng ý nhá. Đấy. Thế còn các bác thợ cần loại bên em bán là cả xỉ cả lẻ hết. Đấy. Xỉ lẻ bên em bán hết nhá. Nếu bác nào muốn lấy càng nhiều thì số lượng nó càng rẻ đi. Thế còn giá thì nó cũng rất là rẻ rồi, nhưng mà ý là mình lấy càng nhiều thì nó rẻ đi. Đấy. Đây thì các bác thể máy quan sát bên em, máy rất là phong phú và đa dạng nhá. Đấy, nhiều loại máy khác nhau. Đây. Đấy. Đây này. Đấy. Đấy, kia nữa. Đấy, kia nữa kìa. Ở đây. Ở đây nữa. Đây. Cũng nói chung là cũng vãn cũng được bán được hơn nửa đây. Đây Mazu này, vô Mazu này phải nói là siêu đẹp luôn. Mới tầm 95%. Mazu 20-23. Bác nào làm được cái lô Mazu này thì em đảm bảo cho bác cực kỳ ngon, mới. Đấy, toàn những cái máy gà bóp hệ rất nhiều luôn. Gà bóp hệ quá nhiều luôn. Đấy. Thì em lựa cho bác nào lấy bên em sẽ lựa cho những cái con đẹp nhá. Quay cho bác gửi qua Zalo thì các bác xem. Thì em tiếp tục nhá. Đấy. Thì các bác xem sau đó là bên em sẽ báo giá cho bác nhá. Đấy, bên em bao giờ cũng thế, bao giờ em cũng sẽ quay cho bác xem. Nhìn mặt hàng máy đã, sau đó bên em mới báo giá nhá. Chứ bên em không báo giá chung chung đâu, bởi vì là còn lựa đẹp lựa xấu ấy. Đấy. Đẹp xấu lẫn lộn thì giá nó sẽ có một khác. Ví dụ đẹp hẳn giá nó khác. Đấy, ví dụ như xấu và bán lấy đồ thì giá nó sẽ khác. Đấy. Nên là các bác bên em lựa kỹ càng lắm. Bên em là không nói chung là không chạy theo số lượng đâu, mình cứ chạy theo chất lượng. Mình bán được con nào là ăn chắc con đấy. Đấy, đảm bảo là các bác là về là các bác là không sợ, không lo bị lỗ nhá. Lưu ý là không lo bị lỗ. Đấy. Đấy, các bác lưu ý là thế. Đấy, đảm bảo là các bác sẽ các bác bỏ ra một số tiền bằng nào thì bác sẽ nhận được cái số tiền như thế. Đấy, các bác lưu ý là như thế nhá. Đấy là tiêu chí làm việc của bên em. Đấy. Ok, thì tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Đấy, ok. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế. Thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Nếu bác thể sở trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, là Thủy Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi nhá. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy. Chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này. Vụ hoa cầu rất là ngon luôn. Đấy, bác có thể quan sát. Đấy. Cái chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ, nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới. Đấy. Chè bên em uống sẽ là nước xanh vị thơm, lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt và lưu hương nhá. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này, loại thứ nhất là loại 130.000 một ký, loại thứ hai là loại 170.000 một ký và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Đấy, bác nào mà mua cái loại 130.000 thì 2 ký đổ lên là bên em miễn ship rồi. Tức là từ 2 ký đổ lên là bên em đã miễn ship rồi. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em miễn phí ship. Đấy. Đấy, nên là các bác có thể là mua uống thử nhá. Đấy, đảm bảo các bác sẽ rất là hài lòng. Đấy. Nói chung là các bác cứ yên tâm nha, bên em là thứ nhất là bán
máy bán chè đó là chuyên nghiệp này. Thứ hai là cái chè của bên em thì nó rất là rõ, chỗ em là đất chè nên là các bác mua được cái giá tại xưởng sản xuất luôn. Với thứ hai là cái chất lượng chè, nguồn gốc chè là rõ ràng đấy. Thì bên em là nói không với những cái loại chè để lâu, chè để lâu là bao giờ nó đỏ nước mà uống không ngon. Bên em là lúc nào cũng chè mới 100% đấy, đảm bảo bác như thế. Nên là lúc nào bên em cũng có lượng khách, các bác lượng khách quen thân thuộc nha. Đấy, lưu ý. Đấy, ok, nên bác là bác nào không tin là mua thử nha. Đấy. Thì có những cái loại như thế. Bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Đấy, bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá. Là số chuyên về chè. Đấy. Thế còn bác nào mà mua mật ong thì cũng liên hệ bên em luôn này. Thì bên em ngoài bán chè thì có cả thêm một cái sản vật nữa, đó là mật ong. Mật ong này là mật ong rừng. Mật ong rừng hoa rừng tự nhiên. Tức là hoa tổng hợp đấy. Đợt này mùa này nó cái hoa tổng hợp. Nên là cái mật ong nó màu đen như này này. Đấy, hoa này hoa tổng hợp nhá. Thì bên em sẽ không có đảm bảo cho bác là không có pha đường, pha điếc gì đâu nhá. Các bác lưu ý. Giá của nó thì là 160.000 một lít bao ship các nhá. 160.000 một lít bao ship. Đấy. Bác nào mà mua 2 lít mật ong trở lên thì là 300.000 miễn ship. Đấy. Còn 1 lít là 160 bao ship. Đấy, ok nhá. Đây là mật ong hoa rừng tổng hợp nhá, lưu ý đảm bảo là chất lượng 100% luôn, là tự nhiên. Ok. Đấy thì để có như thế nhá. Thì thế còn hôm nay thì do là lượng máy nó nhiều nên em sẽ bỏ qua cái máy mới nhá. Máy mới thì bên em vẫn có bán bình thường các bác nhá. Giá thì cực kỳ ngon đấy. Toàn những máy công suất lớn thôi. Đấy. Thì cũng tiện đây thì cũng quay nhanh cho bác xem một tí này. Thì cái máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn nhá. Cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đồng thời là bao ship cho bác luôn. Đấy, những cái mẫu máy mới này thì là nó là toàn những cái mẫu công suất lớn thôi, chủ yếu dành cho bác phát cước nhá. Phát cước là bao ngon luôn. Thì những cái mẫu này thì bên em đã bán từ cách đây rất lâu rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, thực tế là các bác dùng rất là ổn định nên là bên em đã lựa chọn chọn lọc rất kỹ càng. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Thì cái bác nào mà lấy mẫu máy 4 thì lấy cái mẫu này. Mẫu hàng này hàng CX350, hàng này dùng rất là ngon, ổn định nhá, mà giá định rất là hợp lý. Giá công suất thì lớn, 39 đi. Đấy, 39 đi. Mẫu này là giá của nó là 1550 bao ship này. 1550 bao ship. Đấy. Tay ga bóp mỏ vịt. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo có cái mẫu húc qua ma này, thùng màu xanh này, có chữ trên đầu có chữ HV này này. Mẫu này thì cũng là nòng 40 ly này. 40 ly này, 41,5cc này. Đồ thằng này thì cực kỳ dày, dùng ngon. Mẫu này cũng ngon, ok. Chế Zimba này, mâm lửa Ausin này. Đấy, nói chung là thằng này thì ngon. Tay ga bóp cải tiến này. Cái mẫu này giá của nó là 2 triệu bao ship. 2 triệu bao ship các nhá, 40 ly. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo cái mẫu thứ ba thì nó là cái mẫu máy nội địa chung hàng MN372. Hàng này thì nó công suất của nó cũng là nòng của nó là hình như là 40 ly, 45-46 ly sao. Nói chung máy to đấy. Ở trên nó có tặng kèm các bác thêm một cái gạt cỏ bằng inox này. Đấy, cái mẫu này là tặng các bác luôn. Đây, cụ thể nó đây này. Mặt cỏ bằng inox này. Inox này này. Cái máy nó đây này. Cái mẫu này là nó hàng nội địa chung nhá. Nội địa chung. Đấy. ML372. Trên 40 ly. Phát dao, phát cước thì cực kỳ ok rồi. Này. Đấy. Nên nó ghi là 68,5cc rồi này. Đấy. Khủng luôn đấy. Thì cái mẫu này thì giá của nó là 2 triệu 3 bao ship nhá. Hàng này thì dùng cực kỳ ok. Thì nó là mẫu hàng nội địa chung. Đấy. Và tiếp theo này. Tiếp theo có cái mẫu này thì cái mẫu Toshizo thì hàng này thì quá nổi tiếng thì bên em vẫn hay bán cho bác rồi. Hàng này thì dùng rất là ngon và ổn định nhá. Đấy. 541. 40 ly. Hàng này thì giá của nó vẫn ổn định ở mức là 2.250.000 bao ship. Đấy. Hàng này thì ăn vừa ít xăng này. Đấy, đồ đạc thì rất là dày. Dùng thì cực kỳ ok. Ăn ít xăng ngon. Đấy, 2.250.000 bao ship. Ok. Và tiếp theo này em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy ngày hôm nay nhá. Đấy. Cái lô máy ngày hôm nay thì mấy cái máy bên em soạn ra đây thì nó là xuất xứ của nó thì đều là hàng Nhật bãi các bác nhá. Tức là hàng Nhật đã qua sử dụng ấy. Thế nhưng mà chất lượng của nó thì còn rất là ok. Đấy, về Việt Nam thì bên em đã xúc rửa bình xăng con. Đấy, những con nào thiếu đồ thì bên em sẽ bổ sung đầy đủ đồ cho các bác về, nói chung chỉ sẵn sàng xài luôn thôi. Thì cái lô hôm nay là nó sẽ sẵn có là cả những cái máy xen kẽ, cả những máy chưa dọn và những máy dọn rồi. Đấy. Những cái máy dọn rồi thì nó ok rồi. Thì không, các bác phải suy nghĩ. Còn những cái nào mà chưa dọn nhá, thì các bác cứ thêm 100k và bên em dọn ngon lành cho. Đấy. 100k thì bên em sẽ xúc rửa bình xăng con, thay mảng chế, rồi là dây xăng cục nọc, rồi là những cái con nào bị bi bọt là bên em thay cho các bác nhá. Bổ sung đồ đấy đầy đủ cho các bác. Để sẵn là xài luôn thôi. Đấy.
Nên là các bác, ví dụ các bác nào là khách lẻ thì bác cứ chú ý nhá. Ví dụ con nào chưa dọn thì bác cứ thêm tiền vào bên em nó làm ngon lành cho, không phải suy nghĩ. Đấy. Giá thì bên em như nói chưa bác ban đầu rồi, thì bên em thì do về số lượng máy nó rất là nhiều nhá, thì bên em không thể nào mà bán được giá cao. Đấy. Giá cao thì nó sẽ bán rất là chậm. Đấy nên em bán cho bác là nó xấp xỉ hoặc là ngang bằng cái giá thợ thôi. Đấy. Nên là giá đảm bảo cho bác là nói chung là nó không thể chỗ nào là rẻ hơn được nữa, lưu ý nhá. Đấy. Thì các bác lưu ý là do là giá nó rất là rẻ rồi nên lưu ý các bác bên em là chưa bao ship nhá. Đấy. Các bác sẽ thêm cho em 50.000 tiền phí ship và 50.000 tiền phụ kiện. Đấy. Các bác nào lấy thêm phụ kiện thì gồm mấy món là dao dây đeo, tip mở buji, nục dao quặn ốc, bắt cước, đấy là cũng thêm là 50.000. Thì cái này thì bên em gọi bán kèm thêm cho các bác để các bác đỡ phải mua nhiều lơi ấy. Đấy. Chứ cũng không lời lãi gì cái tiền bán phụ kiện đâu. Đấy bác lưu ý. Đấy ok. Đấy thì chủ trương là như thế nhá, tóm lại là các bác sẽ thêm vào 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, thế là ok. Đấy. Thì còn bác nào mà có phụ kiện rồi thì thôi chỉ cần thêm 50.000 phí ship nữa là ok. Đấy. Em sẽ đi vào chi tiết này. Con đầu tiên nhá. Cái con đầu tiên là cái con máy đây, con này con Beo Singu này, con này 22 này, Beo 22 này. Đấy. Beo 22 22cc này bác này. Đấy, 22cc. Con này thì nó xài cái vú bơm to này, vú này thì các bác về vẫn dọn ok. Đấy, con này thì nó đủ đồ nhá. Đây này. Bình xăng, bình xiếc cũng em thấy nó cũng đủ đồ. Nhưng mà cái con này tình trạng về nó bị cứng máy các bác nhá, bị cứng máy. Đây này. Cứng máy này, cứng ngắc luôn. Cứng ngắc luôn. Đấy, bị cứng máy bên em thì cũng bao cho bác là bên em chưa có mở kiểm tra bất cứ cái gì hết. Chỉ có thấy về nó bị cứng máy thì báo ra bán cho bác luôn. Thì con này bán cho bác theo kiểu cũng là hên xui nhá. Đấy. Thì về tình trạng của nó là như cái con này thì về nó thiếu một cái đầu bò. Đấy, thiếu cái đầu bò. Đấy, còn thì các bác về cần thì thẳng này, ti thì là 7 khía này. Cần thẳng này. Đấy, cứng máy nhá. Đấy. Con này thì em bán hên xui cho bác về lấy đồ nhá. Con này em thấy là khá là ok đấy, bình xăng bình trước cũng không có bể biết gì đâu. Này, cứng ngắc luôn. Đấy. Thì con này em tính cho bác là con này là con lô hôm trước là lô lô hôm qua là lô gì nhỉ? Rồi ETU, thì hôm nay lô V nhá. Con V1 này. V1 là cái con máy này là bị cứng máy này. V1 này. V1 cứng máy bán cho bác về bán hên xui cho bác này. Tính cho bác con này là 350. Đấy, 350 nhá. Thì bác sẽ thêm cho em 50.000 phí ship đấy nhá. Đấy ok. Đấy thì bác về lấy đồ hoặc là có thể là hoàn toàn thể dọn lên máy nhá. Nếu mà con này là về nếu mà nó chỉ bị kẹt bi hoặc cái gì đấy thì bên em gọi là bán hên xui nhá. Ok, tiếp theo này. Tiếp theo em lại lên cho bác một con máy này cũng là bán hên xui cho bác luôn. Con này là con Mazuyama. Hay máy này gọi là máy Mitsu T140. Đấy, con này thì về nó bị vỡ vỏ như này luôn. Đấy, vỡ vỏ như này luôn. Đấy. Con này thì là cái cần của nó là cần tum rời này, cần tum nhôm luôn này. Đấy, trên nhá. Trên là có đầu bò nhá, đầy đủ chén kẹp luôn cho bác. Đấy. Con này thì tình trạng cũng bị cứng máy này, cứng ngắt luôn. Cứng ngắt luôn. Cứng này. Đấy. Thì con này bình xăng mình trước em thấy là nó cũng không thấy có bị bả gì đây này. Nhìn lốc máy này cũng không thấy có hiện tượng là bị nước vào nhá. Đấy, đây này. Đấy. Thì bên em cũng bao cho bác này, bên em chưa có mở bất cứ tháo lắp bất cứ một cái gì cả. Đấy, cái về thì bị cứng máy thì bên em tháo bán cho bác luôn. Đây. Đầu bò thì nó cũng đầy đủ chén kẹp đây. Đây, thấy chưa? Đấy. Ok nhá. Thì bác tự lựa nhá. Đấy. Ok này, cứng máy này. Con này thì là con Mitsu đấy. Đấy, điện con này có thể lắp trong máy lớn này, máy 140 ok, à 180 ok, Mitsu ấy. Đấy. Đây nha, bán như video cho bác nhá. Đây này, con chú ý đây. Ok. Thì con này là con V2. Con này em tính cho bác cục này là tính cho cục này là bán hên xui cho bác cục này là 550.000. Đấy. Nguyên bộ cần không nhỉ? Đấy, ok nhá. 550.000 hên xui. Bán như video. Ok. Tiếp theo. Tiếp theo lại lên cho bác cái cục này là về lấy đồ nó cực kỳ ok luôn này này. Cái cục này nó là cái cục máy Genoat. Genoat Komatsu. Chế của nó là chế hai họng để tay đổ. Chế này là siêu VIP, siêu cao cấp luôn, ăn ít cực kỳ xăng. Nguyên con chế này bà bây giờ tháo ra bán về được tầm 300.000, không ít. Đấy, con này hơi rất là ok luôn này, hơi quay nó về nó bị thiếu cái trục giật nhá. Đấy. Đấy, hơi để.
Úi, hồi chắc nịch luôn nhá. Con này bạn đảm bảo hơi cho bác rất ngon luôn này. Đấy, đây điện điếc nó vẫn còn đây này. Nhưng mà nó như này nhá, như này luôn. Đấy. Con này là tum nhôm này. Tum nhôm con Kubota, Kubota này. Tum nhôm. Đấy, về thì nó như này. Đấy, tay còn bên tay như này. Đấy, trên thì đầu bò của nó là, thực ra cái con này nó về nó có đầu bò đấy, nhưng mà bên em tháo đầu bò nắp sang con khác rồi. Ti con này phải nói là siêu đẹp luôn này. Không có không bị chảy trước gì mà vẫn còn ăn này. Đấy. Đấy, ok nhá. Con này rất mới đấy, chứ không phải là mới bình thường đâu. Đấy, đây này. Nó phải mới mới lắm đây này. Con này thì bên em bỏ đồ và bên em dọn lên máy cũng được thôi. Mà kiểu nó kỳ công, à nó cũng mất rất nhiều công. Đấy. Đấy. Cũng không mất nhiều công lắm nhưng mà thôi bán cho bác về lấy đồ. Đấy. Đấy hơi cực ngon luôn. Đấy, củ này ngon lắm này. Đấy đảm bảo cho bác nhá. Con này 23cc, nòng 32 ly. Đấy. Con này đẹp lắm đấy. Con này con V3 nhá, V3 này. V3. Con này em tính cho bác cục này là cục này thiếu cái đầu bò với cái chụp giật, tính cho 600. 600 nhá. Đấy. Đấy, hơi thì là ngon, ok, chế tay đỏ nguyên cái chế này bán được 300 rồi. Chứ không ít được. Cái điện con này nếu mà ok là nó cũng phải tầm 200.000 rồi, không ít rồi. Điện con này là có thể lắp sang nhiều loại máy khác luôn. Đấy. Chưa tính là hơi hiếc các kiểu cần kiếc. Nguyên cần với ti này là đẹp này, 247 này. Đấy. Chứ không ít đâu nha. Đấy. Ok, tiếp theo này. Tiếp theo con V4 này. V4 là con này nhá. Con này là một con Tanaka nhá. Con này tình trạng của nó là về đủ đồ này. Thế mai em sẽ thêm cho bác một cái nắp đằng này cho nó đủ đồ nhá. Đấy. Nhưng mà cái con này tình trạng đủ đồ nhưng mà lại bị cứng máy. Con này lại bị cứng máy luôn. Đấy, bên em cũng này bao cho bác chưa có kiểm tra. Cứng này, cứng ngắc luôn. Đấy. Chưa kiểm tra. Chưa đụng chạm gì luôn. Đấy, nó về nó như này. Thì tay lái của nó đây. Đầu bò thì nó vẫn còn trên, nó vẫn còn cái bát cước kia. Đấy nhá. Đấy nó túm lại nó đủ đồ. Được chưa? Đấy, ok. Để bán như video cho bác này. Đấy. Rất là nhiều bác thích cái loại máy cứng máy như này nhá, và bán hình xu. Đấy. Nên là bên em cũng phát huy. Con V4 nhá, V4 là cứng máy bán hên xui này. Con này em tính cho bác cũng là con này cứng máy bán hên xui, tính cho các bác 400k. Đấy, các bác về nghiên cứu. Ok. Tiếp theo. Rồi, xong hết cái phần mà cứng máy lấy đồ nhá. Thì em đây em bắt đầu đến cái lô máy này là toàn những cái con rất là đẹp, hàng tuyển chọn luôn cho các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là con V5 này. Con V5 là cái con máy này thì là cái con phải nói là nó mới tầm 95%. Con này là con Mazu 23cc. Con này thì bên em cũng chưa có dọn gì đâu. Bình xăng bình trước này. Bình xăng nó trắng cỡ này thì bác biết mức độ con máy nó thế nào. Đấy nhá. Đây này. Nhìn này. Đây này, nhìn cái lốc của nó sáng choang này. Đấy. Ú bơm này, ú bơm zin nó này. Đấy. Đấy, ok này. Này đẹp không? Đấy, xuất sắc luôn này. Ok. Con này đẹp lắm nhá. Đấy. Đấy qua nhìn là biết thôi. Nó là thợ nhìn cái biết ngay. Có gì đâu. Con này thì em cũng thử đổ ít xăng vào xem nó có chạy không đây này. Hy vọng nó chạy luôn thì mình đỡ mất công. Để đỡ mất công cho bác. Đấy. Rách vú bơm rồi. Bác phải thay cái vú bơm này là chạy thôi. Hơi con này quá ngon này. Thấy không? Đấy. Đây, dây giật trắng cỡ này thì bác mới bước độ con máy như thế nào. Đấy. Con này rất đẹp nhá. Không phải đẹp bình thường đâu mà nó rất đẹp đấy. Đấy, lưu ý nhá. Đấy, Mazu 23cc là có tung rời cơ. Đây, bình xăng này, chán chưa? Đấy, ok nhá. Rồi, con này thì các bác về tự dọn nhá. Còn V5. V5 con này đẹp quá này. Không đẹp không lấy tiền, không mới không lấy tiền. Con này em tính vì con này quá đẹp nhá. Tính cho bác là 1.4 triệu. Bác nào mà không biết dọn nhá, thêm 100k bên em dọn cho. Là 1.5 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng của nhà 1.6 triệu. Tại vì con này nó rất mới nhá, lưu ý. Nó rất mới. Chứ không phải con nào về nó cũng mới như cái con này đâu. Đấy, các bác lưu ý nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lại lên cho bác một con Mitsu. Đây, hôm trước lên cho bác là một con Mitsu. Nhưng mà do số lượng nó có ít quá nên là không thể lên cho bác nhiều. Con này là con Mitsubishi TL26. Đấy, con này thì bên em cũng về là cũng chưa có đụng chạm tí gì luôn. Chưa có dọn. Đây. Chưa có dọn gì, cái này là bụi mưa nó bắn vào thôi này. Mình để nó bắn vào thôi. Chứ không phải là bị nước đâu nhá, lưu ý. Đấy. Con TL26 Mitsu, con này chưa có dọn đâu. Đây này nhìn rất đẹp luôn này các bác này. Thấy không? Tùm tiếc này.
đây này, thấy không? Đây là 26. Đấy. Cần biết tay lái đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Mai em sẽ thêm cho bác một bên tay lái nữa là ok. Đấy, à một bộ tay lái nữa là ok. Đấy, đây là 26 Mitsu nhá. Chế quan vừa rồi hai Nga nguyên bản nó là hai kim. Đây. Con này thì bên em cứ chưa có đụng chạm con ốc này. Hơi ngon này. Hơi rất chắc nhá. Đấy, hơi này. Đấy. Hơi quá ngon nhá. Con này bác nào đấy thì mai bên em sẽ có thể là có mở bộ kiểm tra cho bác đàng hoàng nhá. Đấy. Đấy ok. Con Mitsu con V6. V6 này. Con này em tính cho bác 1.9 triệu nhá. Đấy các bác phải tự dọn. Thế trường hợp bác nào mà không biết dọn nhá, thêm 100k bên em dọn cho là 2 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng nhà 2.1 triệu. Ok chưa? Và tiếp theo. Tiếp theo em lại lên cho bác một con tiếp theo là nên có bác một con Mazu 26 này. Con này phải nói là quá đẹp luôn. Mazu BK26. Tình trạng là bình xăng trắng này, vỏ thì đẹp này, đỏ au luôn này. Về là nó vú bơm em thấy nó còn chưa bị rách này. Nốc máy thì sáng choàng này. Thấy không? Đấy. Đây này. Quá đẹp luôn, tùm tiếc này. Mai sẽ lắp thêm cho bác cái tay lái nữa nhá. Là ok. Đấy. Con này thử nổ cho bác xem là em cũng chưa thấy vú bơm chưa rách, em thử cho xăng vào xem là nổ luôn thì nó tốt. Đây bây giờ em mới bắt đầu bóp vú bơm đây này. Thử xem nó lủ nào. Đấy, con này dây giật trắng quá này. Đấy. Trọng lực nhé. Nổ luôn này. Thấy không? Quá tít luôn. Vừa nổ luôn đấy. Tít nhé. Đấy, trọng lực này. Ngon quá. Con này ngon thật. Bá vip rồi. Đó. Đổ xăng đổ luôn nhá. Đấy, vú bơm zip của nó đây này, chưa đụng chạm tới gì này. Đấy. Đấy. Ok, con này là 26cc 34 ly nhá. Con này mới tầm 90 cũng phải tầm 90 mấy phần trăm đấy, không ít đâu. Con là V7. V7 là xăng chạy luôn này. Mà dù xăng chạy luôn này. Con này em tính cho bác con này là 1 triệu tính cho bác con này 1 triệu tính cho 1.4 triệu đi, bán nó nhanh. Đấy, chứ bán cao thì vẫn bán được nhưng mà thôi. 1.4 triệu thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Con này bao cho bác là chạy luôn. Thì tổng cái này về nhà 1.5 triệu. Đấy, ok nhá. Quá đẹp. Tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con máy lớn nhá. Đây rất là nhiều những bác hỏi máy lớn đây, nhưng mà số lượng của nó máy lớn về thì nó cũng không có nhiều đâu. Về một nô mấy trăm cây nó chỉ độ có độ vài căng lắm thì được chục cây máy lớn. Đấy. Thì đây được có vài con. Thì con này là con máy lớn là con Robin 32321. Robin chùa lớn đây này, dòng này gọi là dòng Robin chùa lớn đây này. Đấy, là nó đấy. Đấy, máy to nhá. Con này là 32cc tung nhôm này, thấy không? Tung nhôm đấy. VIP lắm. Dòng này thì bền rồi, siêu bền luôn cho bác nhá. Đấy, đi bí. Này. Con này thì bên em cũng chưa có dọn đâu, zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, từ đầu đến chân. Chế là chế ga ngang quan bờ rồ không nguyên bản nó luôn. Đây, nguyên bản nó luôn. Chưa đụng chạm tới gì. Chưa đụng tạm con ốc này. Hơi thì con này thì quá ngon. Hơi này. Ui dồi ôi. Hơi chắc lắm nhá. Hơi cực cực luôn. Đấy. Đấy. Hơi bao chắc cho bác nhá. Đấy. Mình về mình xịt tí giờ B7 mà nó chơi. Đấy. Hơi thì bao ngon đâu. Không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Robin chùa lớn. Quá vip. Ok. Con này là 32cc thì bác này, to à, máy khủng. Con này con V8. V8 nhá. Con này em tính cho bác 1.9 triệu. Đấy. Con bác nào mà không biết dọn nhá, cứ thêm 100k bên em dọn cho nhá. Là 2 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện là 2.1 triệu về nhà. Máy to à nhá. Đấy. Không có nhiều đâu, chỉ có vài thì con thôi. Đấy. Ok chưa? 9 này, 32cc nòng cái này như 37, 38 thì thôi ít đâu nha. Đấy. 38 thì sao? Đấy. Ok. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo em lên cho bác một con máy ba lô nhá. Ba lô đeo vai. Con này là con Mitsubishi 267. Đấy, 26cc 34 ly phải. Chế là quan bờ rồ neo đỏ tự động 2 kim. Chế là siêu VIP nhá. Lưu ý. Ok chưa? Đấy, con ba lô. Ui, con này đẹp quá này. Ba lô nhìn nó còn quá êm luôn này. Êm cực kỳ luôn này. Đấy. Đấy. Con này là tum giờ này bác này.
267 tung ra. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn nhá. Đấy. Ok luôn ở đây này. 267 đây này. Đấy. Đấy cái cần của nó kia, cần của nó đây. Đấy. Đấy, hôm qua em cũng còn lên một con như này nhưng bán rồi. Con này con thứ hai. Đấy, mà thiếu cái này thì mai em bổ sung cho bác nhá. Bổ sung cho bác này. Con này thì nó hơi ok thôi. Trợ lực luôn nhá, trợ lực luôn. Đấy. Đấy. Trợ lực luôn. Con này bên em chưa có dọn gì đâu. Đấy, thử đổ xăng nó có chạy không. Chạy luôn là cái tốt. Mày lấy các đứt dây xăng, đứt dây xăng. Đấy, thế để các về thay cái dây xăng dây trước đi. Đấy, ok. Đấy. TB26 nhá, bát tư ly, máy ba lô khoác vai, siêu đẹp. Đấy, trợ lực luôn. Rồi. Con V9. V9 con này em tính cho bác là V9 nhá, thì cũng bằng con hôm qua thôi. Con này tính cho 1.400.000. Đấy. Thì bác nào mà không biết dọn nhá, cứ thêm 100k bên em dọn cho là 1.500.000. 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.600.000. Ok. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác một con máy này thì các bác chỉ cần nhìn qua thôi là biết máy nó ở cái tầm như nào. Đấy, mình chỉ cần nhìn cái bình xăng thôi, bình xăng lớn này này. Mình biết cái con máy nó ở tầm nào. Không cần phải xem nhiều. Đấy. Đây. Con này con Mazuyama 201. Nhìn bình xăng chán luôn. Đấy. Quá đẹp nhá. Đây, thấy không? Thôi thì các bác chú ý quan sát nhá, nhìn trên hình thôi. Những con đẹp đẹp thì cũng không cần phải nói nhiều, nhìn nó quá đẹp. Đây. Này, lốc máy này. Đấy, vú bơm này. Ga bóp hệ này, ga bóp hệ này. Đấy. Con này là thì nó quá mới rồi. Đây dây giật này. Này, thấy không? Đấy. Này, thấy chưa? Đấy. Cái này thì nó hiện tại nó đang bị rách cái vú bơm thì bác về thay cái vú bơm thì nó chạy thôi chứ không có gì cả nhá. Đấy lưu ý, quá là ok rồi. Mới tầm 95%, không ít được. Đấy, quá đẹp nhá. Đây mình xăng zin nhá, chứ không phải lô đâu. Nhiều bác lại tưởng mới này, mình xăng lô thì mệt. V10. Con này vì quá mới nhá, con này tính cho bác là 1.300.000. Quá mới. Đấy. Thì bác nào mà không biết dọn thêm 100k bên em dọn cho là 1.400.000, 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.500.000. Đấy, máy mới 95%. Rồi tiếp theo. Đấy, tiếp theo em lên cho bác một con Tanaka chân trống này. Con này 21cc này. Con này thì bên em cũng vừa dọn xong, chưa kịp vệ sinh. Bác nào lấy thì mai bên em rửa xà bông sạch sẽ cho nhá. Đấy. Tanaka chân trống 21cc. Đấy, VIP luôn. Nói chung con này rửa đây nó mới đẹp nhá. Nhìn thế này thì nó hơi dơ này. Đấy, nhưng bình xăng mình sẽ nhìn trắng này. Đấy. Zin nguyên bản 100% luôn, tay lái đây. Đấy, ok nhá. Em lột thử cho bác xem. Đây. Bơm xăng. Kéo le đỏ lên. Máy lại này. Đấy, nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi nhá. Mai em sẽ rửa xà bông sạch sẽ cho. V11. V11 nhá, Tanaka chân trống này V11 này. Con này thì nó là 21cc, nòng chắc là 32 ly đấy, 31 ly. Con này em tính cho bác là 1.100.000 nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.200.000. Dòng này là dùng ngon bền, ổn định cực kỳ luôn. Tanaka chân trống. Rồi ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con máy này là cái con máy một trong những cái dòng cực kỳ là nổi tiếng luôn. Đây. Đó chính là con Kawasaki TJ27 nhá, 27. Đấy, đây. Con này cái này nó bị về nó bị do vận chuyển hơi ấy chỗ này một tí, mình về mình dán lại keo của chỗ này là ok rồi nha. Đấy. Đấy ok. Đây. Con này thì đẹp ở TJ27 này, thấy không? Đấy. Tum rời luôn nhá. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc. Con này 27cc. Nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Đấy. Nguyên zin nguyên bản 100% luôn nhá.
Cái áo thì hơi bể tí thôi, còn máy móc thì con này thì lại rất ok luôn, rất là ngon nhá. Chế nguyên bản luôn này. Đấy. 27cc nòng 34 nhá. Trợ lực luôn. Đấy, ga lên chút. Đấy, ga lên thì nó bật cái ne đỏ ra nhá, cái ne đỏ tự động. Bao ngon cho bác nhé. Công tắc này. Đấy, bên em vẫn bao ngon cho bác nhé. Đấy, bao ngon cho bác luôn, không phải suy nghĩ nhé. Này, trợ lực này. Con này thì hơi thì quá ngon rồi, thì tiếc mỗi là cái vỏ áo nó hơi sứt sứt một tí, thế không sao nhá, các bác về dùng thì thoải mái. Đây này. Đấy, quá ngon luôn. Dòng này thì siêu bền rồi, các bác đi ví nhá. 27cc, nòng 34 ly, V12. Con này em tính cho bác giá là 1 triệu, con này tính cho 1,7 triệu nhá, 1,6 triệu đi. Với vỏ tính cho 1,6 triệu đi. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng với nhà 1,7 triệu. Ok nhá. Cái giá là rất là dư, cực kỳ rẻ đấy. Không thể rẻ hơn được nữa đâu. Đấy. V12, V13 này. V13 thì em lên cho bác một con tiếp theo là một con, một trong những cái dòng là dài cực kỳ ok luôn. Dòng này là dòng Mazu bầu sắc lớn 233. Dòng này thì chạy nó phải nói là siêu ngon luôn nhá. Đấy. Trong các dòng Mazu thì dòng Mazu bầu này là xài cực kỳ ngon, ngon nhất luôn, gần như là nhất luôn. Đấy. 23cc, con này hình như là lòng, hình như nếu không nhầm hình như lòng 33 ly thì phải, khỏe lắm. Cái dòng này khỏe cực kỳ luôn. Đấy. Đấy. Con này nó xài tay ga bóp hệ luôn này, hệ luôn. Đấy, VIP luôn. Con này thì bên em chưa có dọn gì đâu, chưa có dọn gì đâu. Đấy, nhá. Đấy, vẫn bao hơi bao điện cho bác về tự dọn nhá. Đấy. Đây em thử đổ xăng rồi xem nó có chạy không. Đấy. Hy vọng nó chạy luôn thì là ngon. Thì các bác về đỡ phải dọn. Nhưng mà nó đang bị rách vú bơm. Rồi, ok, các bác về thay vú bơm và chạy đi nhá. Hơi này. Hơi quá ngon luôn này. Hơi dã man luôn nhá. Đấy. Đấy, muốn nổ đây này. Đấy, thấy không? Đấy, con này nhiều, con mới lắm. Đấy. Đấy, con này coi như là gần chạy luôn đây này. Mình về mình xúc rửa bình xăng con là ok luôn này. Đấy nhá. Mới cực kỳ luôn. Nổ đanh lắm. Sướng, dòng này dùng sướng lắm. V13. V13 con này tính cho bác là V13. Con này em tính cho bác giá là 1 triệu 1,3 triệu nhá. Đấy, 1,3 triệu. Dòng này thì dùng thì quá ngon. Không phải suy nghĩ cái dòng Mazu. Mazu bầu này sướng lắm, dùng sướng lắm. Đấy, 1,3 triệu là bao cho bác là nổ luôn nhá. Nổ luôn ngon lành đấy, mai em báo thợ dọn cho. Đấy, nó gần nổ đấy. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng với nhà 1,4 triệu. Đấy, gà bóp hẹ. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này thì nó là cái con thuộc dòng dòng Robin chùa. À quên, Robin cóc. Đấy, Robin cóc này. Con này màu đỏ rất đẹp luôn này. Đây này, 21 đây này, 21cc này. Dòng này thì nhỏ nhẹ này, dùng cực kỳ ok nhá, nổ đanh lắm. Dòng này nổ đanh sướng, nói chung là dòng này dùng sướng lắm. Đây này, mai sẽ thêm cho bác cái tay lái nữa nhá. Đấy, máy này, dòng này dòng đời mới. Đúng ngon, kỳ luôn đấy. Đây. Thử xem này, em thử cho xăng và xem nó có chạy không. À, bị rách vú bơm rồi. Bóp một vài lần rách vú bơm, xăng chảy ướt. Đấy, con này hơi quá ngon luôn, trợ lực luôn này. Đấy, gần nổ luôn này. Đấy. Nó thấy không? Nó mới lắm. Đấy. Đấy. Đấy, nó chưa không đủ xăng ấy. Đấy, tại vì nó bị rách vú bơm rồi này. Đây này. Đấy, các anh lưu ý nhá, này về chạy luôn đấy. Đẹp lắm này. Mới cực kỳ luôn, xăng chạy luôn. Đấy. Dòng con này 21cc chứ không ít đâu nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có võ đấy. V14 này. Con này em tính cho bác giá là, con này em tính cho, con này đẹp đấy. Con này tính cho 850 đi. 850.000.
Đấy. Còn 850.000 mà bao cho bác là chạy luôn nhá. Đấy. Để bác thêm cho 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà 950. Ok chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này thì là một cái con máy là quá là đẹp rồi. Con này là có Cinewa. Cinewa hay là Kyojit là nó luôn. Bình xăng trắng tươi luôn. Bình xăng trắng tươi. Con này là 26cc. Đây này. 20S26 đây, 2601 đây này. Đấy, VIP lắm, tung nhôm luôn. Con này đẹp lắm. Trợ lực luôn, gà bóp hệ luôn này bác này. Gà bóp hệ luôn. Con này nòng 34 ly nhá. 34 ly. Nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy, con lưu ý. Đây thì con này em test lổ cho bác xem. Trợ lực nhá, lưu ý trợ lực. Đấy. Nó có trợ lực nhá. Này gà bóp này. Đấy. À. Mình đây cái gì quá ngon nhá, công tăng này, đấy, trợ lực nhá, cứ kéo này, kéo nhẹ nhàng thôi. Đấy, nó lổ ra. Đấy, quá ngon nhá. Rồi. 34 ly. Con này quá đẹp, xuất sắc luôn nhá. Rồi. Con này con V15. V15 quá đẹp nhá. Đấy, bình xăng trắng tươi luôn. V15. Con này em tính cho bác con này tính cho 1.5 triệu nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà là 1.6 triệu. Ok nhá. Cái hàng này đẹp lắm. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lại lên cho bác một con dòng này là dòng một trong những cái dòng là cực kỳ ok luôn, VIP luôn này. Con này là con Mazuyama 231. Dòng này gọi là dòng Mazu bầu sắc lớn, chạy thì cực kỳ VIP. Dòng này dùng ngon nhất trong các loại dòng Mazu. Đấy. Con này như là 23cc như là 33 đi. Dòng này thấy mà khỏe lắm này. Khỏe cực kỳ luôn. Con này vỏ đẹp nhá, vỏ đẹp quá đẹp này, chưa có dọn rửa gì đâu. Đấy, con này bên em chưa có dọn rửa, chưa đụng chạm thấy gì thôi. Tay em lái này, tay gắp bóp luôn. Đấy, VIP nhá. Đấy. Con này thì quá đẹp, xuất sắc rồi. Đây, thử xem nào. Vú bơm em thấy nó cũng chưa rách đây này. Em thử lổ xem nó có chạy không. Ui, con này dư giật trắng quá này, thấy không. Đấy. Đúng rồi, thấy không này, quá VIP luôn này. Xăng chạy luôn. Đây này, dây xăng vú bơm zin nó đây này. Đấy, đèn xì rồi, bác thấy không? Chạy luôn nhá. Đấy, mới lắm. Đấy, đây. Đấy, quá ngon luôn, không ngon không phải vấn đề. Con này khỏe lắm này, sướng lắm dòng này dùng này. Dòng này thì dùng thì siêu ngon, siêu bền. V16. Con này tính cho bác 1.3 triệu nhá. Đấy. Đấy, bao cho bác là lổ luôn, xài luôn. 1.3 triệu. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.4 triệu nhá. Đấy. Giá thì rất là mềm rồi đấy, không thể mềm hơn được nữa đâu. Đấy, quá lưu ý này. Rồi, thì em lên cho bác một con thuộc cái dòng máy gọi là siêu cao cấp, siêu VIP. Chính là con Echo này. Echo này là Echo Kyojit 265. Đấy. Thế dạo gần đây thì bác không thấy bên em lên Kyojit. Lý do rất đơn giản là Echo thì lại quá những nhiều bác thợ hỏi rồi. Đấy. Ở đây thì nó có sót có một con thôi. Mà con này rất đẹp luôn. Đây này. À, chùm giật trợ lực to nhá. Đấy. Echo 265 này này. Đây này, đẹp lắm rồi. 265 này VIP này. Dòng Echo thì đợt này là lên giá kinh khủng luôn. Nó lên giá gần Mitsu luôn. Đây. Và trên vẫn còn một cái bát cước zin. Đấy. Cái Echo bị dùng ngon đấy, dùng ngon nó bền mà con này rất đẹp luôn này này. Này đẹp dã man luôn này. Ui, giật này, trắng chưa này. Thấy không? Đấy. Con này không biết đã bật tắt chưa. Đấy, mình thợ dọn căn chiều ấy, mình cũng chưa để ý. Con này ngon lắm, đảm bảo cho bác. Đấy, ngon lắm.
chưa uống. Cái này để gạn tỉ chán luôn. Đấy. Quá ngon luôn nhá. Đấy. Con này đảm bảo nó ngon lắm. Quay tít mù luôn kìa. Đấy, vip nhá. Đấy. Con này chỉ nghe như này thôi. Chỉ như này thôi là các bác biết máy nó quá ok rồi. Trợ lực luôn này và dây giật này. Chán luôn, không phải vip nữa. Con này thì vip. V17 siêu vip, siêu cao cấp. Con này tính cho 1.8 triệu nhá. Đấy, 1.8 triệu. Vâng, thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng người nhà 1.9 triệu. Đấy, quá ok. Con này bao ngon nhá. Không ngon không thì không thèm lấy tiền các bác luôn. Đấy. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này, cho bác về tự dọn nhá. Đây này. Con máy này nhìn rất nhiền nhạt nhá. Đây này. Cái con này là con Mazuyama. Mazu 20cc nòng 30 ly, Mazu vuông, Mazu đầu vuông. Bình xăng trắng cỡ này thì bác mức độ con máy thế nào. Đây này, trắng chưa? Mà nhìn nó rất nhiền nhạt nhá. Đây này, thấy không? Đấy. Con này tum rời này, bốn ốc chốt này. Đấy, bốc ốc này còn vàng chóe này, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn này, tay lái này. Đấy. Cần ở trên vẫn còn cái bát cước kìa. Đấy nhá. Đấy. Con này thì bên em chưa có dọn đâu, chưa đụng chạm gì luôn. Đấy, chưa có đụng chạm gì. Về nó sao là y chang như thế. Thôi này. Đấy, hơi quá ngon luôn. Bực bực này, còn trắng phau luôn này, thấy không? Đấy. Đấy, con này xài chế quan vừa dùng ngang ngang nguyên bản nó luôn nhá. Đấy, chưa đụng chạm gì một con ốc gì luôn. Quá đẹp, xuất sắc. Đấy. Chưa dọn. Đấy, đi bí. Đây. Đấy. Còn V18 con này thì gọi là quá vip này, liền nào. Con này em tính cho bác giá là con này làm con này đẹp nhá, con này đẹp tính cho 1 triệu nhá. Các bác về tự dọn. Chứ trường hợp bác nào mà không biết dọn thêm 100k bên làm dọn cho. Là 1.1 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.2 triệu. Đấy, là ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác cái con này thì bác gọi là chỉ có gọi là mê luôn. Con này là con Ryobi Mitsu. Ở đây nó gọi là Ryobi, máy này bản chất của nó máy Mitsu nhá. Mitsu này là Mitsu TL201. Đấy. Đây, các bác có thể gần nhìn bình xăng rồi. Bình xăng zin nó trắng cỡ này thì bác mức độ con máy thế nào. Đấy, nó trên nó vẫn còn một cái đệm êm như này luôn. Này là zin không phải zin mà bên kia về nó như này luôn. Đấy. Nhưng con này thì hơi tiếc một tí, bình xăng thì quá trắng rồi, nhưng mà bị thủng nhá. Đấy. Nốc máy bên trong này, còn sáng toang luôn này. Đây, ốc này. Ốc này, ốc bô này mà nó còn bảy màu thế này, bác biết mức độ con máy như thế nào nhá. Hơi tiếc một tí là do cái này nó bị bể này. Đấy. Tên là này là tên là 201 đây. 201 đây này. Đấy, mới lắm. Đấy, không biết phải miêu tả nào nhưng nó mới tầm 95% chứ cái con này này. Đây, dây giật này trắng này. Trắng nõn luôn. Đấy. 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 Con này thì mai em sẽ kiếm bình xăng mới em thay cho bác nhá. Đấy, con này thì bên em cũng chưa có dọn rửa gì đâu. Cái thùng bình xăng này thì đổ xăng kiểu gì. Đấy, các lưu ý nhá. Yeah. TL Mitsu TLBC 201 V19. V19 thì con này thì quá xuất sắc rồi. Con này em tính cho bác giá là con này tính cho 1 triệu mai thay bình xăng nhá. Thay bình xăng tính cho 1 triệu tính cho 1.2 triệu nhá. Đấy, là thay bình xăng. Đấy, còn bác nào mà không biết dọn nhá, cứ thêm 100k bên em dọn cho. Là 1.3 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.4 triệu. Ok chưa? V19 này, V20 này. V20 thì em lên cho bác cái con này thì nó quá là đẹp rồi, xuất sắc rồi. Con này thì là cái con Mazuyama, Mazu 26cc nòng 34. Con này thì nhìn này, cái máy thì quá đẹp rồi, bình xăng trắng này, vỏ viết cũng đẹp luôn. Đấy, nhìn tùm, trắng phau luôn. Con này ga bóp nhá, nguyên bản của nó cái ga bóp ấy. Mai anh sẽ lắp thêm cho bác bộ ga bóp nhá, ga bóp hệ luôn đấy. Tại vì nguyên bản nó là như thế. Đấy. Cái con này thì ok, em test lổ cho bác xem nhé. Con này thì thấy nó lổ ngon lành rồi. Đây, hơi rồi. Hơi dã man luôn nhé. Đấy. Đấy, hơi ngon lắm. Đấy. Con này để găng tay hơi thấp tí này. Để găng tay hơi thấp chút. Đấy. Ui.
quá rắn rỏi luôn. Quá ngon nhá. Tắt máy này, lại này. Đấy. Quá ok luôn. Không ok không thèm lấy tiền các bác nhá. Đấy. Ok. Đó. Quá ngon. Này VIP nhá. V20. V20 con này tính cho bác à. Con này tính cho bác à 1 triệu à. Con này tính cho 1.4 triệu. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà 1.5 triệu. Đấy là ok. Tiếp theo này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này thôi này, đúng này chán chả còn gì để nói nên, bởi vì cái con này nó quá xuất sắc rồi. Con này là con Ryobi Mitsu TB27, xài chế là hai họng tiết kiệm xăng. Hai họng cực kỳ luôn. Con này thì nhìn hình thức thì quá xuất sắc rồi. Không có điểm gì để chê, tung nhôm luôn này, thấy không? Đấy. Tay gà bóp hệ nhá. Hệ quá VIP luôn. Đấy. Con này quá đẹp nhá, không có gì để nói. Đấy. Tại vì nó quá xuất sắc rồi. Đấy. Con này thì về thì nó có xăng nó chạy luôn. Đấy, mình có phải làm gì đâu. Thì nó quá xuất sắc. Này, dây giật trắng này. Trắng cỡ này với mức độ của máy thế này. Cho chú ý công tắc nhá. Chú ý công tắc này. Đấy. Cái con này thì đúng ra thì bên em cũng vừa cho đi rửa ấy. Nên là nó chắc khả năng chưa chạy được ngay đâu. Đấy. Nó gần một lỗ thôi. Đấy. Con này thì nó mới rồi, không phải suy nghĩ nhá. Không phải suy nghĩ về độ mới, nó quá mới rồi. Đấy, ra khi đi thầm rồi. Mới nhá, xuất sắc đấy. Còn nói chung là lâu lâu mới kiếm được con mới như này, thế chứ không phải con nào mới như này đâu nhá. Đấy, như ví, cái này là lâu lâu mới gặp được một con thôi. Đấy. Con này là Mitsu TB27 nhá, 27cc, nòng 34 ly, gà bóp hệ luôn, gà bóp hệ, VIP luôn. Đấy. Ok, V21, V21 xuất sắc quá. V21, con này em tính cho bác giá là 1 triệu. Cứ tính cho 1.6 triệu nhá. Đấy. Nếu mà cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1.7 triệu. Về chỉ phí xài, không suy nghĩ gì. Đấy, V21, V22 này. V22 lên cho bác con này nhá. Con này thì là cái con Mazu 26cc, con này là 34 ly này các bác này. Mazu 26cc nhá. Đấy. Đấy. Con này thì nói chung là áo yếc thì cũng được, nói chung là cũng không đến nỗi đâu. Được đấy. Đấy. Con này thì máy có máy chạy rất ok này, máy hơi ngon này. Đấy. Con này 34 ly nhá. Đi giòn luôn. Đấy, mặc dù hình thức máy thì hơi vỏ thì nhìn xấu, máy thì chạy rất ngon nhá. Giòn đó. Bác nào mà không quan trọng về hình thức thì bác lấy con này nhá. Đấy, con này thì mỗi cái vỏ nó do cấn hơi bẻ bẻ tí này. Với cái màu này thì nó cũng không được tươi. Nên là cái con máy này là nó con máy móc thì không thể chơi được. Đấy. Đảm bảo cho bác luôn, không chơi được nhá. Con này là 34 ly, V22. V22 này, 34 ly. Con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá. Đấy, 1.3 triệu. Đấy, thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.4 triệu. Con này 34 ly. Đấy. Ok. Đấy, 1.3 triệu. Đồng Mazu này dùng ngon cực kỳ luôn. Đấy, nổ đanh nhá. Con này nổ đanh ngon, may lắp đủ đồ cho. Đấy. Thì mình đấy, không phải dạng là vớ vẩn đâu. Đấy, lưu ý. Rồi tiếp theo này.
Tiếp theo thì em lên cho bác con này thì là con Mitsu này. Con này là con Mitsu TB23, con này mới quá này, chế con vừa dù neo đỏ này, hai kim. Neo đỏ tự động hai kim. Đấy, nguyên bản nguyên zin 100% luôn, nguyên 100% luôn. Tay lái zin này, zin luôn. Đấy. Đấy, tay lái này. Quá VIP luôn, 23 tem mác đầy đủ này. Con này mới lắm này. Chưa có rửa gì đâu nhá. Thợ nó mới dọn đấy. Nhưng là cũng chưa có rửa ấy. Rửa lên là đẹp lắm, đảm bảo cho bác luôn. Đấy. Đảm bảo cho cực kỳ ok. Mitsu TB23. Đấy, con này thì thôi khỏi chê luôn. Đây này. Ui giời, giật trắng chưa? Quá trắng luôn. VIP. Đẹp du luôn. Bơm xăng nhá, bơm xăng. Đấy, cái này rồi. Chắc bị cái buji thôi, chứ con này nó nổ ngon lắm. Bởi vì con này còn mới rồi. Đấy, chắc bị buji thôi. Buji thôi. Chứ con này em đảm bảo cho bác mới lắm. Đây là dây giặt trắng này cơ mà. Này. Đấy, thấy không? Đấy. Rồi. Con này đảm bảo ngon cho bác nhá, không bác cứ yên tâm đây, không phải suy nghĩ đâu. V23. V23 này. Ở con này con hôm qua tạo nó không biết nó dọn. Đấy, V23. V23. Con này tôi tính cho bác, nếu mà con này là ngon lành nhá, con này mà bao cho bác là lủ ngon lành ấy. Con này tính cho bác chữ tư. Được chưa? Chữ tư là bao lủ cho ngon lành. V23. Ok. V24 này. V24 lên cho bác con này nhá. Cái con này là con Kubota nhá. Kubota 255 đây này, 235 đây này. Đấy, thằng này là con này là xài chế là One Bờ Dù 2 kim, VIP luôn. Này, ra ngang One Bờ Dù 2 kim VIP luôn. Con này thì bên em cũng chưa có dọn gì đâu. Đấy. Con này tum rời nhá. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn này. Đấy. Đấy, tum 260, đấy tum 260. Đấy. Đầu con này là con Kubota đấy. Đấy nó màu xanh này, đấy không? Nguyên bản nó như này luôn. Đấy, ok nhá. Đấy. Con này hay ở chỗ là nó có chụp giật trợ lực to này. Chúng to này, hơi này. Ui, dây giật trắng quá này. Đấy. Chưa có dọn gì đâu nhá, lưu ý. Đấy, biết là vú bơm cứng này. Vé thay cái vú bơm xúc rửa chế này chạy đâu. Đấy, cái này hơi ngon lắm. Tum dài nhá, lưu ý. 23cc, nòng 32 ly, tum dài. Đấy, hiệu là Kubota. Chế 2 kim, quá VIP. Đây là V24. V24 còn đẹp quá này. V24 chưa dọn nhá. V24 con này em tính cho bác giá là 1 triệu con này tính cho 1 triệu 2 nhá. Đấy, bác nào mà không biết dọn nhá, thêm 100k bên em dọn cho là 1 triệu 3, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà chữ tư. Đấy, tổng tất. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo này, tiếp theo em lên cho bác con này nhá. Em lên cho bác một con ba lô này. Ba lô này là của thằng Kobatsu này, Genmat Kobatsu, con này VIP này, G26 đây này, L26 này, đẹp không? Đấy, con này là máy của nó là nguyên bản, vừa đè vừa giặt nhé, vừa đè vừa giặt luôn. Đây, đây, nguyên mẫu vừa đè vừa giặt luôn. Đây, 26 đây này, Kobatsu 26 đây. Đấy, vừa đè vừa giặt luôn. Chế One vừa rồi tay đũa tự động. Đấy, đây là ngang nhá. Đấy, con này chế ngang, xịn luôn. Đấy, vỏ viết không bể vỡ tí gì đâu nhá. Đấy, máy tum rời luôn. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc cũng ok luôn. Đấy, con này cần của nó nguyên bản nó là như này. Cần này, đấy, đây nút đà, nút điếc đây này, đấy, đây cần cong ở trên này, đấy, ok nhá, đấy, thì con này thì bên em chưa có dọn gì đâu, chưa đụng chạm gì luôn, đây, nguyên mẫu của nó như này luôn, đấy, con này hơi thì quá ngon này, xuất sắc này, hơi, này. Ui giời, mới lắp, 34 ly nhá, đây, đấy, đây, hơi đạt chuẩn luôn mà dây giật còn trắng này, đấy, đấy. Rồi, xuất sắc nhá. Con này đẹp ấy. Con này bác là dọn lên thì chạy thôi. Đúng bại luôn. Đi chà. Mình sang mình xước zin. Đấy, đẹp lắm. Đấy, con này bên em chưa có dọn gì đâu. Đấy. 26cc 34 ly. Kobatsu. Đấy, tum rời. Vừa đẹp vừa giật. Ok. V25. V25 tính cho bác con này là V25. Con này 1.4 triệu. Đấy, về tự dọn. Thì con bác nào mà không biết dọn nhé, thêm 100k bên em dọn cho là 1.5 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà là 1.6 triệu. Ok. Tiếp theo,
Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này thì là con Mitsu TL261 nhá. TL261. Đấy, Mitsu TL261. Đây. Đấy, con này cần zin luôn, cần zin nó luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là ok. Đấy. Con này em sẽ lổ máy cho bác xem nhá. Con này cành đào nhá. Đấy. Đây này. Con này là thay lòng mới các bác nhá. Con này thay lòng mới đây này, thay lòng mới bít tông mới đây này, nhưng mà là của Genoa, là hàng ngon. Hàng này lòng tốt, bền. Bền nhá. Đấy, lưu ý. Lòng mới bít tông mới. Mà cốt gen rồi cần kiếc vẫn là của nó luôn. Đấy. Ok nhá. Đấy, cái con này bây giờ nó gần như là máy mới rồi. Bạn đi bí nhá. Hơi quá ngon. Đấy, ok nhá. Rồi. Con V26. V26 này. Con này em tính cho bác giá là 1 triệu. Tính cho bác con này là 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 3. Máy như máy mới luôn. Ok. V26 1 triệu 3. Mitsu TL261. Thay lòng mới, bít tông mới nhưng mà loại xịn luôn. V26. V27. V27 em lên cho bác con này nhé. Con này thì là con Kobuta, Kobuta 23 Amazuzama 233 2330. Xài chế là con vừa rồi hai kim nguyên bản nó luôn. Đây này, con vừa rồi xịn luôn, nguyên bản nó luôn. Cái con này tum rời các bác nhá. Để gắn vừa xịt thuốc luôn. Đầu này có thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn. Tum rời tum 260. Đấy. Bác nào lấy thì mai em sẽ thêm cho bác một bên tay lái nữa nhá. Là ok. Đấy, 23cc nòng 32 ly, tum rời. Hơi này, hơi rất ngon nhé. Đấy. Hơi bừng phực luôn. Đấy. Con này có xả áp đây này. Có xả áp đây này. Đấy. Nút xả áp đây này. Đấy. Đấy. Đây này. Đấy. Đây này. Đấy. Thay cho chật trợ lực. Đấy. Đấy. Ok nhá. Đấy. Quá VIP. Đẹp đấy. Con này nhìn đẹp này. Bình xăng, bình xích nhìn trắng này. Đấy. V27. V27 này. Con này em tính cho bác 1,1 triệu nhé. Đấy. Bác nào mà không biết dọn nhé, thêm 100k bên em dọn cho. Là 1,2 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1,3 triệu. Đấy là ok. Đấy. Tiếp theo này. Đấy, tiếp theo lên cho bác con này. Con này thì là quá đẹp, không có điểm chê. Con này. Con này thì là con gì đâu mà chê. Con là TJ27 Kawasaki. Từ màu sắc rồi là bình xăng, bình xiếc, bú bơm, bú biếc nguyên bản 100% luôn. Quá đẹp, xuất sắc. Đấy. Đẹp không? Đấy, quá VIP luôn. Đấy. Con này phải nói là xuất sắc, xuất chúng. Đấy, quá đẹp. À, nhìn tay lái. Zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, con này lổ thử cho nghe tiếng máy nhá. Con này đẹp đấy. Này, hơi này. Đấy. Chán luôn. Này, ga lên nó. Đấy, đấy. Rơi quay tít mù kìa. Không có gì để nói nhá, vì nó quá mới, quá ngon, là VIP phải trợ lực luôn này, 27cc nhá, TJ27, quá VIP, rồi, con V28, siêu VIP, V28, TJ27, Kawasaki, con này thì bác nào là dân sành máy thì không lạ gì rồi, đấy, con này tính cho bác giá 1,8 triệu, đấy, bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1,9 triệu, ok, tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con Mazu nhá. Con này Mazu Mazu này gọi là Mazu 232 SL. Con này nhìn bề ngoài đẹp quá này. Nhìn đây, con này chưa có dọn rửa gì đâu nhá. Bên em chưa có dọn, chưa đụng chạm gì luôn. Đây này. Về dây xăng, dây xiếc nó vẫn còn như này này. Đấy. Chưa đụng chạm gì hết. Đấy. Thì em thấy vú bơm nó chưa rách thì em đổ thử xăng vào xem nó có chạy không. Hy vọng nó chạy luôn để đỡ mất công. Đấy. Này. Đẹp lắm này. Nhìn sáng cực kỳ luôn. Đấy. Đẹp lắm. Mai sẽ thêm cho cái tay lái nữa nhá. Ok. Mình sang nhìn trắng cỡ này không? Đẹp lắm. Này Mazu 233. Tầm này dùng ngon đâu. Không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Hơi này. Ui dưới giật trắng này. Được luôn.
Hoa VIP. Rồi. Con này VIP nhá. Đấy, rửa lên là đẹp lắm này. Đấy, mình cứ đỡ phải dọn luôn vì nó quá mới. V29. V29 quá mới. Con này em tính cho bác giá là 1 triệu tính cho bác giá 1 triệu 250 nhá. 1 triệu 250. Bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1 triệu 350. Đấy, tiếp theo này. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con thuộc dạng siêu VIP, siêu cao cấp nhá. Đấy. Con này là con Honda GX25. Con này là hàng bãi, hàng Nhật bãi luôn. Đây Honda, tèo Honda chuẩn nó đây. Đấy, hàng này hàng xịn 100% luôn nha, chứ không phải hàng với hàng vặt nha, lưu ý. Đấy, con này thì bên em cũng chưa có dọn rửa gì đâu. Chưa có rửa gì đâu, đây này. Đấy. Chưa rửa gì đâu. Đấy bác nào lấy thì mai mới đi rửa xà bông nhá, sạch sẽ cho. Đấy, này cả bóp hẹ luôn. Đấy, Honda xịn nhá. Honda xịn. Honda xịn made in Thái Lan đây này, nó sản xuất tại Thái Lan nhưng mà xuất sang Nhật đấy nhá, lưu ý. Đây là hàng Honda xịn nhá, lưu ý. Ok, đấy test máy cho bác xem này. Con này thì nó ngon này nhỉ. Máy chạy lên lắm. Máy 4 kỳ nhá, Honda 4 kỳ. Honda 4 kỳ nhá. Vít luôn. Không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Con này thì vít luôn. Đây chúng ta đây. Đấy. Con này là máy 4 kỳ này, nhớ nhiều bác điện hỏi có máy 4 kỳ không. Thì nên con Honda này thôi. Đẹp du luôn. Rồi. Honda GX25 nhá, hàng siêu VIP, siêu cao cấp. V30. V30. Con này tính cho 2.2 triệu. 2.2 triệu. Bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 2.3 triệu. Tổng tất cho bác. Rồi, tiếp theo. V30, V31 này. Đấy, V31 lên cho bác con này nhá. Cái con này thì là cái con máy Tanaka chân trống 20cc, con này đồng 30 ly. Con này thì thợ bên em vừa dọn xong, cũng chưa kịp vệ sinh gì này. Nhưng mà cái con này nhìn còn đẹp lắm này, dây giặt trắng này. Giặt trắng phau này. Nói chung là rửa lên đẹp nhá. Đấy, rửa lên đẹp cực kỳ luôn đấy. Đấy, cần cước tay lái zin cả. Zin luôn như này luôn. Vừa mới dọn xong, chưa kịp vệ sinh gì. Đấy, nổ thử cho bác xem. Đây, dây giặt trắng này mà. Đấy, trắng chưa? Đây, kỳ nhá. Máy tít ngủ luôn. Quá VIP nhá. Con này thì VIP rồi. Nè, trợ lực. Quá ngon luôn. Con này ngon lành rồi nhá. Canh ra. V31. V31. Con này tính cho 1.1 triệu nhá. Đấy, bác là thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.2 triệu. Mai em vệ sinh xà bông sạch sẽ cho. Đó, ok. Và tiếp theo này. Đây, bác con cuối cùng này. V32 là con này nhá. Con cuối cùng này, con này nhìn đẹp này. Con này thì là con Mazuyama 233. Dòng Mazu này dùng sướng lắm này. Đấy, Mazu này vỏ nó âu này. Nhìn sang trắng tươi. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, này. Ốc 7 màu này, đẹp lắm. Tôm rời luôn nhá. Đầu này bắt thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn này. Không đi bẩy một tí gì luôn. Đẹp lắm. Đấy. Con này đảm bảo cho bác rất đẹp. Đấy, Mazu tôm rời 23cc, nòng 32. Đấy, bác nào thích tôm rời lấy con này cho em nhá. Đấy. Đây, con này em thử cho xăng rồi xem nó có lổ luôn không. Lổ luôn là cái tốt. Đấy, con này ngon vì nó quá mới nhá. Đấy. 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 Đấy, nó muốn nổ luôn này, thấy không? Đấy. Nổ luôn luôn. Đấy, bác thấy không? Đấy, thấy không? Quá VIP luôn. Đấy, nó rất là đấy. Mấy cái này mà là mấy máy đời cao nên là chế zin nguyên bản luôn. V32 ăn ít xăng lắm. Con này tính cho bác con này nổ luôn nhá, tính cho bác con này là 1 triệu, tính cho bác con này là 1.250.000 này cho. Đấy, bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.350.000. Thôi video đây là dài, em xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.